Xin chào anh em đang xem YouTube của Hồng Đức Thành nha, cũng như tất cả anh em đang theo dõi Facebook của mình nha. Hôm nay mình chào bán với anh em một mẫu xe rất là quen thuộc ở cửa hàng MT Auto Cycle của Hồng ha. Đây là một chiếc Đức Thành Scrambler 125, Scrambler 125 nha, mới ken, vừa mới về cửa hàng mình cho lên sóng cho anh em sau khi tắm rửa tút táp lại. Đây là một con xe biển thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xe biển thành phố Hồ Chí Minh, anh em sang tên về đâu thuế cũng 1% nha, 125. Scrambler phiên bản này là bản nhập thị trường châu Âu rất là hiếm nha anh em. Xe thì nguyên zin hết, từ đầu đến chân luôn nha. Lốp trước lốp sau nguyên zin, giải quấn bô vừa mới quấn lại. Ben đạp Nissin này chống bó phanh trên dòng Triton này nha. Đó, yên đã được bọc lại này, chống thấm nước nè. Bao tay, gương đồ chơi, tay thắng Daikon RCB, đồng hồ báo số phụ, fairing, mặt nạ, zin hết nha anh em. Một chìa khóa, xe này chỉ có 3 mấy triệu thôi nha anh em. Anh em nào quan tâm ghé cửa hàng của Hồng để xem xe nha. Địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Kèn thay mới nè, kèn xe thay mới. Rồi. Anh em mua xe bên mình á thì máy móc thì mình cam kết với anh em là máy móc nguyên zin chiếc này nha. Chiếc nào máy móc đã làm rồi thì mình nói làm rồi, không có gì phải giấu giếm anh em cả ha. Đó, máy móc thì mình bảo hành cho anh em 3 tháng, có thay nhớt và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em, không quá 3 tháng đầu tiên nha. Bên mình là có hỗ trợ là ship xe và giao xe tận nơi cho anh em, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh là liền kề thành phố Hồ Chí Minh nè. Trong bán kính 200 km mình sẽ giao bằng bán tải, còn nếu mà ngoài 200 km thì mình sẽ giao bằng các phương tiện vận tải nha. Rồi, mua xe bên mình á thì mình có hỗ trợ trả góp và thẻ tín dụng, có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên khác tỉnh nha, khác quận huyện nha. Xe này là đang biển thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi, anh em á ghé cửa hàng của Hồng xem xe, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp. Địa chỉ của bên mình á là rất là dễ tìm, anh em mà đi ngay khu vực chợ Gò Vấp anh em rẽ vô Nguyễn Văn Nghi và rẽ phải vào đường Nguyễn Du nha, số 27, rất là gần đường Nguyễn Văn Nghi nha anh em. Rồi, cái nữa là khi mà anh em mua xe anh em có thể vui lòng gọi trước cho mình để mình biết, mình sẽ chào đón anh em với một cái mức giá là hợp lý nha. Anh em nào yêu quý kênh YouTube của Hồng nhớ nhấn đăng ký kênh nha anh em. Anh em có thể liên hệ vào fanpage MT Motorcycle hoặc là có thể gọi trực tiếp vào số hotline bên mình 0868 966 377 ha. Hai số cá nhân của điện thoại Zalo của Hồng cũng được nha. 089 86 86 337 hoặc là 0932 77 3394 nha anh em. Rồi một nữa cảm ơn anh em đã xem hết cái clip của mình nha. Anh em nào yêu quý kênh YouTube của Hồng nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi những clip sắp tới Hồng quay những cái xe chào bán MT nha anh em. Một lần cảm ơn anh em rất nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha.